Bây giờ là 10 giờ 18 phút tối tại FTU. Đây là lần thứ 3 mình nói là The Last Night rồi, nhưng mà đây là lần thứ 3 nha. Và bạn đã chuẩn bị đăng video, bạn ấy đang định bảo là The Last Night tiếp, nhưng mà mình bảo bạn ấy là The Last Night nhân 3X đó. Không, chắc chắn. À, và bạn định đăng gì lên Instagram ta? Không đăng gì đây. Let me show you. Xong. À, bật sáng rồi nha. Sáng kìa. Chưa được cho bài xuống. Không, buổi tối thì hôm nay chắc chắn là ngày cuối. Còn mình thì chưa không chắc biết. Còn mình thì chưa chắc, mình cảm giác là sẽ có thêm một buổi tối nào đó nữa. Có thể là the fourth last day. Hoặc là tối chủ nhật. Ừ, cũng có thể là đôi khi mình thi xong rồi lên đây học chẳng hạn. Ừ, thi xong thì chắc ý là ba đứa lại hẹn lên đây chụp lỡ chung lên đây hẹn. Không. Đây tiếp. Sau rồi cùng nhau đi ăn. Không. Nhưng mà không đến tối đâu. Không đến tối luôn. Ừ. Maybe sẽ có một ngày nữa. À, hôm nay rất là nhiều last night. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 và cũng là 3 tháng 3. Mình mới biết được là hôm nay là Tết bánh trôi mọi người. Hay gọi là Tết hành. Hơi vỡ nha. Đó, yeah, đó. Hơi vỡ một tí các bạn ạ. Hơi vỡ một tí các bạn nhé. Đó. Cái này là ảnh đăng the last night nha mọi người. Đó. Hơi vỡ một tí các bạn nhé. Không sao, không thấy gì hết. Các bạn nhé. Nghe giống thầy lạ không? Thầy suốt ngày. Các bạn nhé. Ghê ơn nha. Đó, các bạn nhé. Ừ đó. Có một cái thầy bảo là thầy dạy luật. Tính ra là ra trường rồi trường mới sửa xong cái tòa nhà đó, trời ơi, nguyên một năm học toàn kẹo kẹt đục, xong rồi là gì đó che nguyên một cái màn sắt, đúng không mày, cái tấm sắt trước đó. Sao rồi đâu biết là đang sửa chữa cái gì đó. Nói chung là ngày hôm nay là sẽ 10 giờ rưỡi là học xong, 10 giờ tụi mình sẽ về. Ngày thứ hai người gửi về. Mình thì đang định làm bài listening. Xong mai ôn thêm tiết kỹ năng tiếp theo vào tới ngày 13 thi. Bài này thì đang ôn speaking. Speaking xong rồi thấy chán chán hơn lôi Instagram là đăng. Đó. Xong bây giờ là hết video rồi. Bye bye đi. Bye bye mọi người. Bye bye. Cái này sẽ được up lên TikTok nha. Và các nền tảng khác mình chưa biết được. Bye bye.